Lãnh đạo Công giáo và Anh giáo ở Anh cầu nguyện cho hòa bình sau vụ đâm chém ở Birmingham. Các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo và Anh giáo ở Birmingham, Anh Quốc cầu nguyện cho hòa bình sau vụ tấn công bằng dao khiến một người chết và 7 người bị thương. Trong thông cáo chung đưa ra ngày 7 tháng 9, Đức Tổng giám mục Bernard Longley của Birmingham và Đức giám mục Anh giáo David Urquhart của Birmingham đã nói rằng các ngài nghĩ đến những người bị đâm vào sáng sớm Chủ nhật ngày 6 tháng 9. Các ngài cũng cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của họ, cho các dịch vụ khẩn cấp và cho tất cả những gì họ được kêu gọi hành động để ứng phó với những sự kiện gây sốc này. Cầu nguyện cho hòa bình của thành phố, hai vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo và Anh giáo ở Birmingham cũng tuyên bố, vào thời điểm này khi sức khỏe và hạnh phúc của người dân thành phố của chúng ta đã được đặt lên hàng đầu trong tâm trí chúng tôi cầu nguyện rằng tất cả những người sống và làm việc ở Birmingham và những người đến thăm có thể yên tâm về sự an toàn của thành phố nổi tiếng của chúng ta. Birmingham là một thành phố tuyệt vời và nó được định hình bởi nhiều cộng đồng đa dạng, làm việc cùng nhau và vượt qua những thách thức khác biệt. Ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng và cầu nguyện cho hòa bình của thành phố. Vụ tấn công bằng dao ở Birmingham. Cảnh sát West Midland thông báo hôm 7 tháng 9 rằng họ đã bắt giữ một thanh niên 27 tuổi vì tình nghi giết người và 7 tội danh cố ý giết người liên quan đến vụ đâm vừa qua. Cảnh sát đã tuyên bố đây là một sự cố lớn sau các vụ tấn công diễn ra tại 4 địa điểm trong thành phố trong khoảng thời gian 90 phút. Họ đã phát động một cuộc truy lùng, nhưng cho biết không có dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công có liên quan đến khủng bố, được thúc đẩy bởi tội ác thù hận, hoặc có liên quan đến các băng nhóm. Các vụ tấn công đã khiến một thanh niên 23 tuổi tử vong, một thanh niên 19 tuổi và một phụ nữ 32 tuổi bị thương nguy kịch. 5 người khác từ 23 đến 33 tuổi đã được điều trị tại bệnh viện. 2 người trong số họ sau đó đã được xuất viện.